Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong chiều qua, bão số 2 đã di chuyển sang Lào, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. Tuy nhiên, vùng hoàn lưu hậu bão vẫn tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc. Vì thế mà ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình còn có mưa vừa mưa to với lượng mưa trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay phổ biến trong ngưỡng từ 20 cho tới 50mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong ngày hôm nay, mưa tiếp tục giảm thêm, thậm chí ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời còn giảm mây và hứng nắng. Tuy nhiên, nắng nóng chưa xuất hiện, vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Đông sẽ tăng lại mức từ 31 tới 33 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời còn nhiều mây và có mưa rải rác, nên nhiệt độ chỉ từ 29 cho tới 32 độ. Với miền Trung, bão số 2 đã tan và hoàn lưu của nó thì đi ngược lên phía Bắc nên không còn tác động đến thời tiết toàn miền. Vì thế mà mưa đã giảm nhanh từ chiều qua, chỉ còn ở khu vực từ Thanh Hóa và phần phía Bắc của tỉnh Nghệ An là còn có mưa rải rác trong đêm qua. Các khu vực khác chỉ còn mưa lác đác ở một vài nơi. Sang tới ngày hôm nay, miền Trung trời chuyển nắng trở lại. Một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ tăng lên mức từ 31 đến 34 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Dự báo từ ngày mai, do vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đón một đợt nắng nóng mới, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 tới 37 độ. Trong đó thì ngày 20 tháng 6 sẽ là đỉnh điểm của một đợt nắng nóng. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 22 tháng 6. Ở phía Nam, sau khi bão số 2 tan đi, tác động của gió mùa Tây Nam không còn mạnh mẽ nữa. Hôm nay Nam Bộ và Tây Nguyên trời nắng từ sớm và thời gian nắng sẽ kéo dài từ sáng cho đến khoảng 13-14 giờ chiều với mức nhiệt cao nhất ngày ở Nam Bộ dao động từ 32 cho tới 34 độ. Riêng một số nơi ở khu vực miền Đông Nam Bộ nhiệt độ cao từ 35 độ, trời nóng nhẹ cục bộ về trưa và đầu giờ chiều. Còn ở khu vực Tây Nguyên là từ 30 tới 32 độ. Sau đó về chiều và tối cả hai khu vực đều có mưa diện rải rác. Trong cơn dông thì đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày có mây có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây đêm có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày có mây có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, có mây có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ, có mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi,
tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.